Ông Nguyễn Hùng Cường, chủ tàu đánh cá QT91091 ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Hơn 8 tháng qua, ông Cường mới chỉ đi biển đánh bắt được vài lần do cửa biển cạn. Như mọi năm là chúng tôi đi là nói chung một tháng có thể là để đi gần hết 30 ngày biển, nhưng mà hiện tại những năm nay là cửa cạn quá là không thuận lợi được, đi một tháng này đi chiếc nó nhiều thì được 10 ngày biển, mà chiếc nó ít thì được 3-4 chuyến thôi. Thời gian qua, rất nhiều tàu cá ở Quảng Bình và Quảng Trị phải nằm bờ, đặc biệt là các tàu cá có công suất lớn do cửa biển cạn. Các cửa biển ở Quảng Bình và Quảng Trị nằm trải dài qua nhiều xã bãi ngang của hai địa phương này. Hơn 80% hộ dân đều sống nhờ vào việc đánh bắt thủy hải sản. Các cửa biển cạn kéo theo nhiều hệ lụy, đặc biệt là làm chậm sự phát triển kinh tế của các địa phương ven biển. Lưu lượng tàu thuyền ra khơi thì nó cũng giảm, là một cái hai là sản lượng đến hàng tháng hàng quý khi tổng hợp thì nó cũng giảm, do cái điều kiện là tàu không ra khơi được, cho nên chỉ là về phía thị trấn thì cũng rất là mong muốn các cấp các ngành cũng quan tâm, đặc biệt là có cái kế hoạch phương án để rồi nạo vét cái luồng lệch để đảm bảo cho bà con ngư dân là vươn khơi bám biển. Nguồn lợi thủy sản thì càng ngày cạn kiệt, rồi kỳ giá nhiên liệu là tăng cao, kinh tế biển đối với ngư dân 2-3 năm trở lại đấy rất là khó khăn. Mong muốn là ở đấy có một cái kè chắn sóng và thống được cái luồng lạch để mà tạo điều kiện cho bà con ngư dân. Muốn đóng một con tàu xa bờ như thế này, ngư dân phải vay vốn của ngân hàng từ 10 đến 15 tỷ đồng.